Giới thiệu với các bạn là một cái mẫu bánh 400 trừ 10. Loại này thì nó giống như bánh 400 trừ 10 vành đúc, vẫn giữ được đủ tính năng về chất lượng và thông số như vành đúc, tuy nhiên thì nó là vành sắt cho nên giá nó sẽ rẻ hơn. Loại này thì các kích thước vẫn tương tự như cái loại 400 trừ 10 vành đúc. Đường kính 46, bản rộng 10, nốc không xăm, bản vuông, tim nỗ 63, đo chéo 70. Đấy, đây, bản nốt đây, rất là đẹp. Tải trọng của một cái bánh như thế này thì có tải trọng là 307 kg trên một bánh. Nói chung các bạn đóng xe 4 bánh thì 4 người ngồi là rất là vừa và thoải mái. Đấy. Mọi chi tiết các bạn có thể liên hệ 0983 818 955. Xin nhắc lại đây là lúc không xăm các bạn nhé. Có hơi nhưng không có xăm. Đấy, cái loại này thì nó có ưu điểm thì các bạn sử dụng những dòng xe không xăm thì các bạn biết rồi. Đấy. Rất là đẹp. Đấy. Mọi chi tiết liên hệ 0983 818 955. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình.